Đó. Chào mừng các bạn đến với buổi tường thuật trực tiếp của Game TV kèo đấu 22 giữa hai game thủ Phương Tú và Exciter thi đấu với lại Chị Đẹp Dài và Tí thì phải, nếu tôi không nhầm. Vì bây giờ tôi vừa có một tí công việc và bây giờ tôi mới đến. Đúng là Chị Đẹp Dài và Tí rồi, cái tên Sam Sam kia. Đây là màn hình ấy, game thủ kiếm tiền lấy vợ tức Phương Tú. Exciter, Hitty, Greg Hit, không biết bên kia quân gì, tôi chưa kịp nhìn. Và đây là trận đấu thứ tư rồi. Tỷ số đang là 2-1 nghiêng về cặp đôi Chít được dài một tí. Hitty, có hốc gì hay không? Có cả vai khỏa phụ ở đây, dường như là nhường cho game thủ màu 7 kiếm tiền lấy vào ăn rồi. Địa điểm thi đấu ngày hôm nay là ở quán Yêu Huy 1, Trần Phú, Hà Đông. Bên kia thì tôi vừa nhìn thấy game thủ Sam Sam chết hai dân. Như vậy là tươi rồi. Vậy hiểu đây. X Phương Tố đi. Bây giờ đóng đây sao? Hai tư dần chuẩn bị kích đời.
click đi anh. 10 phút 45 giây với bài 24 dân Grec. Không phải quá sớm nhưng bên kia đầu cánh gặp bài. Và mình có một cung tuyển Hitty rồi. Và một Grec. Nói chung là có cũng có chém vào cái map 22 là tươi rồi. Còn có con hiêu này thì những tên chém. Ồ có nguyên bác và phụ ở đây. Ồ thôi, dò lỗi rồi. Tí nữa có nguyên bãi quả phù để có thể ăn hoàng. Nâng công thủ cho con giò chưa? Như vậy là đã có công thủ luôn. Đúng rồi. Mình và lực khỏe tôi gì phải lên công thủ, không lên công thủ. L2. Ồ, sư tử. Đầu cánh gặp cái thủ màu 6 chip đẹp dài. Chip đẹp dài cầm quân gì? Bỏ về bê. 2L vắt được 1L là sao? Ôi chip đang khung nhà. Không hề vớ vẩn. Đây rồi. Dân đàn hoàng của game thủ chip đẹp dài. Chip là người cầm choi son, như vậy choi son Greg cùng một cánh, như vậy là tốt rồi. Ok, con giò của chiêu ra rồi thì én đi thôi. Én đi. Phải giữ giò. Mặc dù giò mình giò công thủ. Chạy đây, cứ chạy đây đợi chém đến. Chém đến rồi. Vâng, làm luôn con giò và cũng là số dân này nữa. Chip chính thức hoàng. Chém đấy. Chém đấy. Làm vài con dân ngoài đã. Tí kiểu gì họ phải đen nghe ra nếu như con chém sinh ra bên trong. Bài mà gách vắt 2L đều đây rồi. Exciter về động trường nó bị công cung tê bởi cầu thủ màu 3. Thôi nhưng mà gặp đúng cùng là hit nở ra quá nho. Một bài bên kia có vẻ xấu dò tận ra giữa bản đồ để có thể ăn hoàng. Tí còn chết hai dân cơ. Đây rồi, tôi biết mà kiểu gì phải đen ra. L2 đến từ trời son kia vậy. Không vậy em mà đi lên thôi. Vẩy e đi, dân rất nhiều. Không vẩy. Thôi kìa, họ vẩy e lại. Quá là điều bình thường luôn. Khi mà đằng sau nguyên tơ không giờ nó ra. Thôi, chuẩn bị quýt rồi, hai đèo rồi. Bây giờ thì số là hai đèo trong xe đấu đầu tiên. Và rồi chúng ta hãy đến trận thi đấu tiếp theo. Quân là cân khi mà Greg hit đối đầu với Choi Son hit. Trận đấu chung kết trong xe đấu đầu tiên.